phát hiện kho mỹ phẩm lậu giá trị lớn. Lực lượng chức năng quận Gò Vấp vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc quận Gò Vấp đột kích kho mỹ phẩm giả cực lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ số hàng trên là ông Ngô Thái Hòa, 29 tuổi, quê Long An. Trước đó, đội quản lý thị trường số 2 và công an quận Gò Vấp bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 31.000 sản phẩm gồm gel lột mụn, nước hoa, xịt chống nắng là hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Theo chủ số hàng hóa trên được mua trôi nổi với giá rất rẻ và giao dịch thông qua chuyển khoản. Ông Hòa cũng thừa nhận không biết nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của số hàng hóa này.